Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh clip với tựa đề bé trai bị ép sử dụng chất nghi ma túy đăng trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận những ngày qua và triệu tập mẹ ruột và cha dượng của cháu bé lên làm việc. Vào 19 giờ ngày 24 tháng 3, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu đứa bé, kèm theo hai bức ảnh và 5 đoạn clip có nội dung một bé trai khoảng 3 tuổi bị người đàn ông hành hạ cho hút chất nghi là ma túy đá. Công an đã làm việc với anh Trần Minh Tài, sinh năm 1993, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, là cha của đứa bé trong clip. Anh Tài cho biết năm 2018, anh kết hôn với Nguyễn Thảo Nguyên, sinh năm 2000 và có hai người con, bé gái sinh năm 2018, bé trai sinh năm 2020. Năm 2021, do hai vợ chồng mâu thuẫn, Nguyên đưa hai con đi và sống chung như vợ chồng với một người tên Lê Văn Bậm, sinh năm 1979. Gần đây, anh Tài đón con gái về sống với mình, phát hiện các hình ảnh Nguyên và người tình cho con trai mình sử dụng chất nghi là ma túy nên tải về, đăng lên trang cá nhân của mình, nhờ người quen chia sẻ. Công an triệu tập Nguyễn Thảo Nguyên và Lê Văn Bậm. Cả hai khai nhận vụ việc chỉ là do đùa giỡn, chứ không có ý định làm hại gì đến bé.